tiếp tục thì Hắc Sơn quay cho con xem cái năng suất lúa của em mình 8 vụ hè thu, đây là đồng 3 vụ hè Vĩnh Châu hả con. Thì nói chung thì đồng 3 vụ thì bà con mình bán chủ yếu được cái giá thôi, chứ cái năng suất thì nó không có rồi, trung bình khoảng 700-800 à. Thì còn đất ba vụ thì thường nó bị chai đất á, chai đất và nó hết cái dinh dưỡng rồi, thì nó lúa mình trúng chủ yếu là nhờ phân thuốc thôi. Nếu bà con mình đi nhẹ phân thuốc thì năng suất nó trung bình khoảng 700-750 là dữ lắm ha, còn nếu mà nặng thì được 800 mấy, nặng phân thuốc là được 800 mấy. Thì nói chung thì tùy bà con mình di chuyển á, tính ra cái chi phí rồi cái năng suất nó coi nó lợi không, nếu lợi thì bà con mình lợi nhiều hơn thì bà con mình tăng cái phân thuốc lên. Thấy một số bà con tính ra tăng phân thuốc, nặng phân thuốc thì cũng trúng đó, thì thấy tính ra cũng có lời thì bà con mình nên tăng á, để mình đi nó vừa vừa chi phí. Nó một công điện, một số bà con đi một công điện tính ra chi phí gần 2 triệu luôn á đó. Thì năng suất mới có ha, chi phí nào mà vật tư nông nghiệp không á, nông nghiệp không là 2 triệu là tính ra nặng. Một công điện vật tư nông nghiệp phân thuốc không là 2 triệu công điện là bà con thấy nặng rồi, là thấy là nấy rồi. Thì một số bởi vậy mình đi quay mà bà con mình xem dàn lúa chúng chúng thì dàn lúa chúng đương nhiên là phân thuốc ta nhiều rồi, tại vì chung một cái đồng. Mà tại sao người ta 800 mấy mà mình chính cái người 900 mấy tấn thì do phân thuốc người ta xịt nhiều cử đó, chứ không phải chung cái đồng mà đi bằng nhau mà chúng nó không có đâu. Chúng là do cái bà con mình sử dụng phân thuốc nhiều thôi, chung là vậy. Thì ở đây thì giá bà con ta lấy cọc là có 7.800 ha, nhưng mà giá hiện tại nó tới 84-85 rồi, lúa rất là cao đó. Cao nhưng mà giờ cũng hết lúa bán rồi. Đợt sau là những bà con đợt sau bán cũng được 8.000. Thì bao này trung bình đó là 57 kg hả bà con, trên 55-57 kg. Thì đây sang sẽ cho bà con mình xem cái dàn lúa ha. Lúa nói chung thì mình làm lúa cũng không biết đường được, tùy theo mình xả cái mật độ nó dày thưa. Rồi bà con mình nếu mà lên cái đám mạ mình thấy nó mật độ nó dày quá thì bà con mình đi phân thuốc sau đó cho nó cây nó bự lên, còn thưa quá thì mình kết hợp cũng phân thuốc cho nó nở đó. Nói chung là mình uyển chuyển bà con ơi, chứ bây giờ mà như cái dàn lúa này thì Thất Sơn thấy cũng không có năng suất gì nhiêu đâu. Bà con thấy cái dàn bông nè, thừa thật lắm, thì cái dàn bông này chắc trung bình cũng 700 kg là dữ lắm rồi. Thì được cái giá 7.800 thôi, chứ bà con bán sao thì được giá 8.800 mấy thôi, chứ thực sự năng suất thì nó không có đâu. Làm không có xả đê biết rồi, bây giờ nó chai đất hết trơn, nhờ phân thuốc nó rẻ đó, chứ mỗi lần phân thuốc bây giờ lúa mắc bây giờ nó cũng nhóng lên là 500 mấy con bao rồi, chứ một lần phân 800-900 triệu á, bà con mình xả nó chứ mình không có lợi luôn, đất mướn là muốn đứt đường luôn. Có vụ này thì một số bà con mình đất mướn lấy lại á, còn một số tỉnh khác ngập lỗ luôn. Đây đi xe để mua em con. Trồng lúa dàn lúa mình bà con mình làm cao mà máy cắt nó hớt lấy bông thì nó đỡ ra lắm, còn mà hớt mà kiểu như lấy lá bông mà chạy nhanh kiểu này nữa thì bà con thấy ra dữ lắm. Thứ nhất là bị trứng cá là do nó quýnh chưa kịp thì nó ủi ra. Thứ hai là ra theo gom ha, thì nói chung là nó vậy, chứ không phải lúa dai, lúa có dai đâu. Nói chung là cái tình huống là tất cả thì nói chung thì chạy chậm thì nói chung thì lỗ tiền dầu người ta cũng không được, cái gì ra ăn công có 1.8 cắt kéo luôn 2.4, thì nói chung thì mình thấy chủ ruộng phải chịu thất thoát rồi. Chút đỉnh kệ bà nó cho dịch ăn, chứ bây giờ nói sao vậy anh em. Nói chung cũng có hoa có lợi, thì miếng này cũng là một công tầm cắt ha mọi con, thấy lộn 7 công tầm cắt để có được như bao á, 7 công làm cắt để máy nó chạy lên hết trơn cho con chạy nhầm bộ. Miếng này là 7 công tầm cắt hết mọi con, 1.296 m² á. Để coi hồi được như bao ha, máy chạy qua hết trơn cho con xem cái đồ vô cổ nè. Đối với em 18 thì nó mình nói nhẹ phân thì nó cũng không có nhẹ đâu ha, nó cũng bà con đi phân cũng trung bình vậy đó, nó xanh vậy đó, nhưng mà bà con khi mà
Con thấy nó hơ xuống ngày ngày ngà màu là con tống phân liền hết theo cử á. Mà con để vàng quá xuống thì nó hơi yếu ha. Chỉ có vụ mưa thì có nghĩa là vụ mưa thì mình đi đợi vàng đi xuống rồi cho nó ít bệnh thôi, ít có bị vi khuẩn và đậu ôm thôi. Còn bình thường thì nếu trời nắng thì bà con mình nên thúc phân, đặc biệt là ướt hạt nó mới no á. Điện như này thì nó dàn lúa này thì nó thứ nhất là thưa, thứ hai là bông cũng không có được nặng ký mà nó sực sạc á. Gạo thì thấy tạm ổn thôi, nó chủ yếu là bông cục thì nó vô gạo chắc cõi chắc là lỗi á. Thì do bà con mình lấy gạo nữa, nói chung cũng lép nữa, lép cổ. Thường thì bà con mình nếu làm của em 18 yếu thì nó bị lép cổ nhiều ha. Đó, cái cách xử lý thì nó ok. Thì nói chung cách xử lý đây nó cũng rất đơn giản thôi bà con ơi. Cái cử bà con xịt đừng có bỏ cử cuối, khoảng 8-7-90 ngày bà con nên xịt cử nữa. Đó, là cái cử cuối bà con nên xịt không lá NPK á. NPK là kali, đạm lăng kali là kali nó chiếm tỷ lệ chính. Kết hợp với Atonis cho phát sơn, Atonis nó cũng giúp vô gạo nữa. Đó. Rồi nếu ấy thì 85 ngày nếu mà con thấy nó ngã màu thì con nên bón phân nước hạt nữa nó mới chịu nổi ha. Còn mà con bỏ bón phân nước hạt là thua đó. Con em 18 nữa dễ lép cổ lắm. Thiếu phân là càng thiếu phân nó càng lép. Thì này hết sơn đó cũng khoảng 12-13 bao thôi. Mình cắt lúa em 18 mà cái dàn lúa nó hơi cháy trời nắng á thì mới cắt chạy nhanh thì đỡ gai á, mà còn hôm rồi giống mưa hởm mưa á bà con, mưa và cắt được mà chạy nhanh chắc là thua luôn, cái gà lúa ốc nổi luôn. Thì đối với em 18 thì Sơn thấy một số bà con mình mắc cái chỗ bệnh là lép vàng vi khuẩn, và thứ nhất là trái bị lá vi khuẩn và lép xanh cho núm. Thì đối với vi khuẩn thì bà con ngừa thì nó đặc biệt nó gây hại giai đoạn chỗ rất là mạnh, đặc biệt là chỗ gặp mưa thì nó phát triển rất là mạnh, nên bà con mình thì ngừa thấy đói rất mà thường xuyên bị vi khuẩn cháy bị lá rồi đó là nó sẽ gây lên đép thôi. Thì bà con xịt trước chỗ lẹt sạc, chỗ đều mà công chứ me bốn cửa đó thì bà con mình nếu chỗ nhiều thì bà con chịu khó xịt cửa nào cũng có vi khuẩn hết thì nó ok thôi, nó có vậy nó cũng đỡ ha. Còn bà con mình thưa cử ra là thua, con nghĩ y là xịt cửa này rồi cửa sau không xịt cứ bỏ cửa sau, mà nếu có nó phát triển lên một cái là lép vàng dữ lắm luôn. Nói chung thì nắng thì bà con mình bỏ cử 7-10 ngày, mười mấy ngày xịt vi khuẩn cũng không sao, nó không phát triển. Còn trời mưa phát triển dữ lắm á. Đối với em thì bà con mình bị cái tình trạng thắt là do này nè. Thứ nhất là cháy lá sớm, cháy lá sớm nó bị lép cổ. Thứ hai là bà con mình lấy cổ không hết, không vô. Thứ hoặc là bà con mình lấy vô gạo mà hộp gạo nó không được no, nó bị lừng nè, nó nhẹ ký. Thì do cái cách mình lấy gạo và không có món hoa ướt hạt. Đúng không? Không muốn phân hạt mà xịt thuốc, nói chung là thuốc mấy bữa cuối con càng xịt nó càng cháy. Mà hạt gạo thì nó chín nó tớp lại, còn có ướt phân thì nó no ha, ngộ vậy á. Rồi thì cắt xong đó là xong hết bà con. Tổng cộng là 88 bao, hết trên xe luôn với cái đó luôn như đó, 87 rồi đó, 85 với 2 bao, 87 nó cũng như là 88 bao. 88 bao là mình chia cho 7 công làm cắt là chạy ra một công 12 bao rưỡi hết mọi con. Bao rưỡi mình nhân cho 57 kg thì nó trung bình khoảng 712 kg, nó trung bình khoảng có 700 à. Đó, thì lúa đồng ba vụ Sinh Châu ở đây thấy năng suất nó cũng trung bình 700-750 ha, một số bà con mình thắt là 650-670 có luôn, công cắt ha. Đó, nói chung năng suất nó không có ha, được cái giá kéo lại thì cũng đỡ cho bà con mình ha. Bắt đầu vụ 3 mình làm bắt đầu phân thuốc lên nữa nè, đặc biệt là phân lúa lên nó nhóng lên theo. Đó, mỗi lần phân lên thì lúa nó không có lên, lúa sụp. Còn bây giờ lúa lên thì phân nó lên. Đó, biết nông dân mình chạy theo năng suất không có, có cái giá mà không có năng suất thì nông dân mình cũng chết thôi. Nói bà con thì vậy. Rồi đất sơn chia sẻ cho bà con nha.